Thưa bạn Thúy Nguyễn, thì câu hỏi của bạn cũng chính là câu hỏi của rất nhiều những bệnh nhân tới khám tại chuyên khoa của bác sĩ Nam của tại bệnh viện ca. Thì khi soi phát hiện cái tổn thương u nhú có thể ở trong lòng của đại tràng, trong lòng của dạ dày, trong lòng của đại trực tràng, thì liệu cái u nhú đó có phải là u ác tính hay không? Thì cái tên của nó đã mô tả cái bản chất của cái u này, đó là một u lành tính. Chúng ta tưởng tượng nó giống như là một cái hạt cơm trên bề mặt da chúng ta vậy. Nó giống như vậy, nó cái cột niêm mạc nó phì đại lên, thì bản chất của nó là một u lành tính. Vậy thì làm sao bác sĩ có thể khẳng định được u lành hay u ác khi trong tay chưa có kết quả sinh thiết? Đúng như những gì mà bác sĩ Giang có chia sẻ với chúng ta qua câu hỏi trước, để biết được u lành hay u ác tính là bắt buộc phải có cái bằng chứng giải phẫu bệnh thì chúng ta mới khẳng định được. Thì tuy nhiên, thông qua những cái đặc điểm gián tiếp về cái hình dạng của cái u đó, thì các bác sĩ lâm sàng cũng như các bác sĩ nội soi sơ bộ có thể đánh giá được cái khối u đó là hướng nhiều đến u lành hay u ác. Ví dụ như là mạch máu trên bề mặt của u nó có bất thường không, cương tụ hay không, ngoằn ngoèo hay không, thì đó là những cái đặc điểm mà các bác sĩ nội soi người ta có thể đánh giá và cho chúng ta một cái nhìn tương đối là chính xác về bản chất của cái u. Cái thứ hai nữa, đối với cái u kích thước dưới 1 cm thì thông thường là các bác sĩ thường chỉ định cho bạn là theo dõi định kỳ. Nếu như sau 3 tháng hoặc sau 6 tháng kích thước của u tăng lên thì chúng ta sẽ được yêu cầu là vào viện để can thiệp, có thể là cắt u, cắt niêm mạc, cắt thớt niêm mạc, hoặc là có thể là có phẫu thuật nội soi. Tuy nhiên đối với tổn thương kích thước dưới 1 cm thì chúng ta chỉ cần theo dõi thôi, còn trên 1 cm thì chúng ta mới cần phải can thiệp. Câu hỏi của bạn đặt ra là vậy mổ nội soi có được không? Thưa với bạn là hoàn toàn được thôi, không có gì khó khăn với cả các bác sĩ cả. Thì tuy nhiên như bác sĩ vừa mới chia sẻ đó, với tổn thương kích thước còn nhỏ thì có thể là chúng ta chưa cần phải can thiệp, chưa cần phải can thiệp. Và làm thế nào để chúng ta có thể sơ bộ đánh giá được cái u nhú này là nó hướng đến lành tính hay ác tính? Thì đã có cái máy nội soi với cái kỹ thuật rất là hiện đại, với cái khả năng phát hiện được những cái tổn thương ở giai đoạn rất sớm, cũng như là phân biệt được là u lành hay là u ác tính. Như bác sĩ Nam có chia sẻ, ở tại bệnh viện ca của chúng tôi thì có cái hệ thống máy đó được lắp đặt từ cách đây cũng tương đối là lâu, và phát hiện được rất nhiều các trường hợp ung thư ở giai đoạn sớm, cũng như giúp phân biệt được rất nhiều các cái tổn thương, giải đáp được thắc mắc cho rất nhiều bệnh nhân thắc mắc là u lành hay u ác chỉ dựa vào cái kết quả nội soi mà thôi. Vâng, với cái câu hỏi của bạn như vậy thì bác sĩ Nam xin chia sẻ là nếu được thì bạn có thể sang bệnh viện ca để các bác sĩ ở đây có thể tiến hành cho bạn nội soi lại và đánh giá lại cái tổn thương u nhú của bạn, xem là nó là hướng nhiều đến u lành hay là u ác tính. Xin cảm ơn bạn.